Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 61, Cạm Bẫy Lâm Nguyền đem chuyện Trinh Nương kể lại cho Đại Thái Thái nghe. Đại Thái Thái nghe xong liền bật cười sảng khoái. Trịnh gia xưa nay luôn mắt cao hơn đầu, giờ hay rồi, vời luôn vào nhà một tiểu ác ma. Lâm Uyển chọn trong khay đan ra một cuộn chỉ màu xanh biếc để làm túi lưới ngũ sắc cho trịnh tam tiểu thư. Đại Thái Thái hỏi tiếp, con còn nghe được gì nữa? Lâm Uyển khẽ lắc đầu, hết rồi à? Đại Thái Thái vẫn chưa từ bỏ ý định, trịnh thất tiểu thư không nói gì với lục nha đầu sao? Tại sao lão Thái Thái chi trường lại đến trịnh gia? Lâm Uyển ngẫm nghĩ, hẳn là chuyện tốt à? Vừa nói, nàng ta vừa liếc nhìn chỗ cửa ra vào, sau rèm có thể thấp thoáng thấy được một góc giày gấm màu xanh, là giày của nha hoàn nhị đẳng hồng trúc trong phủ. Đại thái thái tươi tỉnh hẳn, nhìn con gái chằm chằm là sao? Lâm Uyển dừng tay, cẩn thận nhớ lại, lúc rời khỏi trịnh gia lão thái thái chi trường trông rất vui vẻ, nên chắc là có chuyện tốt. Đại thái thái cười khẩy, nói vậy tức là lão thái thái chi trường đã quyết định nương nhờ lão tam để dưỡng lão rồi. Nói rồi bà ta lại nhìn Lâm Uyển, con cũng thật là, đi sang chỗ chi trường nhiều như vậy mà vẫn không thể khiến lão thái thái chi trường thích mình. Lâm Uyển chán nản cúi thấp đầu, con đâu bằng tứ muội và lục muội. Nói rồi nàng khuyên nhủ đại thái thái, mẹ cũng đừng tranh giành nữa, một nhà chúng ta bình an sống qua ngày là tốt lắm rồi. Đại thái thái kinh thường nhìn con gái mình, con biết cái gì, người ta hướng chỗ cao mà đi, chỉ có nước mới chảy xuống chỗ trũng con không tranh chưa chắc người ta đã chịu buông tha con. Cha con chỉ là một quan nhỏ lục phẩm, không bằng cả tam thúc phụ con, con lại không có huynh đệ, về sau phân nhà thì biết làm sao. Lâm huyền đành an ủi đại thái thái, chờ mẹ khỏi bệnh, nhất định có thể sinh đệ đệ cho con. Tương lai nhị thúc phục có chỗ đứng tốt, chắc chắn sẽ nâng đỡ cha mà. Lâm huyền nói dứt lời, đôi giày gấm xanh sau rèm âm thầm lui xuống. Hồng Trúc cầm đèn lồng đi về viện Tử Trúc. Lâm Uyển nói thế à? Lâm Phương nằm trên đùi Điền thị, nũng nịu nói, đúng là bùn nhão không chắc nổi tường, cho cơ hội cũng không làm được cơm cháo gì, vậy mà mẹ còn bảo con phải đề phòng cô ta. Nhị thái thái Điền thị cầm năm lượng bạc cho Hồng Trúc. Hồng Trúc nhận bạc xong liền nhanh nhẹn lui ra. Điền thị vuốt tóc con gái, không thể không phòng, bất kỳ sơ hở nào cũng là tiền đề cho chuyện sống. Lâm Phương đắc ý cười nói, "Lâm Uyển tất nhiên không dám tranh với con, nhìn mặt mũi cô ta đi, phu nhân nhà nào có thể để mắt tới đứa con dâu như thế chứ? Chẳng phải mẹ luôn nói là nữ giới thì phải xuống bếp được mà cũng lên phòng khách được sao?" Điền Thị buồn cười cúi đầu nhìn Lâm Phương, "Con xuống bếp được sao?" Lâm Phương lập tức đỏ bừng mặt, "Mẹ trêu con đó à? Có chủ mẫu nhà ai phải tự mình xuống bếp đâu, con cũng đâu phải tiểu thư nhà nghèo." việc gì phải học mấy thứ vớ vẩn đó điền thị nói vậy phải xem tương lai cha con có thể lấy được thước vị không đã đến lúc đó lâm gia có muốn cưới con ta chưa hẳn đã đồng ý nghe nói tới lâm gia lâm phương liền nghĩ đến lâm đại gia lông tơ khắp người gần như dựng đứng cả bao nhiêu ngày rồi mà mỗi lần nàng ta mơ thấy ác mộng đều là cặp mắt sáng lòe lòe kia thật lâu sau lâm phương mới nói vậy mẹ phải nhanh một chút đừng để lão thái thái chi trường nâng đỡ tam thúc phụ. Điền thị cong môi khẽ cười, yên tâm đi, bọn họ có muốn cũng không kịp, cả nhà tam thúc phụ con sắp phải về Phúc Ninh rồi. Tâm trạng xa sốt của Lâm Phương lập tức vui vẻ trở lại, thật sao à? Thế thì tuyệt quá, rốt cuộc cũng tiễn được ôn thần Lâm Di kia đi. May nhờ có lão thái thái, bằng không đã chẳng thể thuận lợi thế này. Trần Doãn viễn mừng rỡ nói, xong vẻ mặt ông lại chán nán lão thái thái chi trưởng nhìn thấy hết, bèn chống tay ngồi dậy, trong nha môn lại xảy ra chuyện gì sao? Trần Doãn Viện uống một hớp trà, e rằng ý chỉ điều con về Phúc Ninh sắp được ban xuống rồi. Theo con thấy, thôi cứ về Phúc Ninh trị thiên tai trước rồi tìm cơ hội vào kinh sau vậy. Lão thái thái chi trưởng nhíu mày, lâm gì cũng không ngờ thánh chỉ lại ban xuống nhanh như vậy. Lão thái thái chi trưởng hỏi, có thể mời người nào khác không? trần doãn viễn ngẫm nghĩ trong chốc lát chỉ có thể mời khang quận vương thôi lâm di giật thót kim khâu trong tay khựng lại đây là lần thứ hai chính tai nàng nghe thấy cha nhắc tới khang quận vương lão thái thái chi trưởng trầm ngâm khang quận vương cũng được coi là quý nhân có tiếng nói trước mặt hoàng thượng gần đây trần doãn viễn gật đầu lần này phúc ninh bị thiên tai hoàng thượng từng hỏi khang quận vương có thượng sách gì không nếu khang quận vương đề cử người khác đi áp chế thiên tai con sẽ có thể thoát thân trước mắt lâm di bỗng hiện lên dáng vẻ trầm tĩnh đứng trước mặt nàng của thập cửu thúc anh ta cố ý không nói lời nào chắc hẳn là đã sớm đoán được cha đang trong thế phải chủ động đi cầu cạnh mình thập cửu thúc nói anh ta không phải người họ trịnh lâm di bỗng hiểu ra không phải là trịnh thập cửu là chu thập cửu thì đúng hơn Thảo nào trịnh tứ tiểu thư cứ óng ẹo như rắn trước mặt anh ta, thì ra là muốn trèo lên tôn thất. Huệ hòa quận chúa ra mặt làm mai, không phải cho khang quận vương thì còn cho ai nữa. Có thể tự nhân ra vào phủ trịnh gia, thân phận tất nhiên cao quý, lại sở hữu khuôn mặt kinh tuyệt đến vậy, thảo nào không chịu để ngũ tiểu thư ninh bình hầu nhìn thấy mình. Nàng trăm phương nghìn kế muốn giúp cha cách xa khang quận vương, ai ngờ lại gặp trịnh thập cửu, nàng nên cười sự an bài này của vận mệnh hay nên cười sự bất cần của mình đây? Lão Thái Thái chi trưởng nói, Khang Quận Vương là tôn thất, có lẽ sẽ không dính dáng gì với thành quốc công. Cậu chuẩn bị ít lễ vật tìm tới đi, nói không chừng ngày ấy sẽ đồng ý hỗ trợ. Nói tới đây bà dừng một chút, Chu phu nhân, thẩm nương của Khang Quận Vương còn tặng lâm di một chuỗi Phật Châu bằng ngọc bích đấy. Nghe bà nói thế, Trần Doãn Viễn liền vững tin hơn mấy phần, giờ xem ra cũng chỉ có thể làm vậy, con không nghĩ được cách nào khác. Tính toán không bỏ sót, thật sự là muốn người ta chẳng còn đường lui. Biết rõ là bảo hổ lột ra, nhưng vẫn phải dựa vào đối phương. Thành ngữ, không hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến sự sống còn của đối phương. Lão thái thái chi trưởng cũng nói, tạm thời đành phải thế, qua được cửa này trước rồi hãng tính đêm hôm trước lão thái thái chi trưởng còn đang phân vân có nên để trần doãn viễn về phúc ninh trước tìm cách đưa thư cho thái hậu rồi lại cầu thái hậu triệu trần doãn viễn về kinh nhậm chức hay không xong sau khi biết tin trần nhị lão ra trần doãn chu được bổ nhiệm vào một chức vị trống trên triều bà lập tức kéo lâm di đến kho chọn lễ vật cho khang quận vương bạch ma ma cầm một cặp bình xứ có hai quai màu hồng thời tiền triều tới cho lão thái thái chi trưởng xem lão thái thái chi trưởng khẽ lắc đầu, dẫu cổ vật tiền triều quý giá, nhưng dù sao khang quận vương cũng là tôn thất, chưa chắc đã vừa mắt nó. Chọn lựa một lúc vẫn không được món nào, lâm di đỡ lão thái thái chi trưởng đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó tạm nghỉ. Bạch ma ma khoanh tay nói, chỉ cần có lòng hỗ trợ thì sẽ không để ý chúng ta tặng cái gì đâu à. Trường 62, gian dậy. Bạch ma ma nghe vậy, mặt liền đổi sắc, không được đâu à, bộ trang sức kia là bảo bối dưới đáy dương của lão thái thái lúc đại tiểu thư xuất giá lão thái thái còn không nỡ lấy ra kia mà lão thái thái chi trưởng khẽ lắc đầu cả lục nha đầu cũng có thể hiểu rõ ràng ngươi còn không nỡ cái gì nữa tiền tài đều là vật ngoài thân là của ngươi thì chính là của ngươi không phải thì có cố cũng không giữ được dứt lời bà đứng dậy quyết định lấy bộ châm thập nhị hoa kia đi khang quận vương đã nghị hôn chắc hẳn không lâu sau sẽ có chỗ dùng tới nó rồi mỗi món trong bộ châm thập nhị hoa đều được khảm châu ngọc đặc biệt là bốn cây để cái tóc được khảm chân châu nam hải quấn tơ vàng ở đầu châm còn có đính một chú bướm vô cùng tinh xảo đụng một cái chú bướm kia liền như muốn vỗ cánh bay lên sau khi để lão thái thái chi trường kiểm tra xong bạch ma ma đặt bộ châm vào một chiếc hộp gỗ bằng từ đàn chạm trổ hoa văn quốc vạn thọ khóa cài hộp là một đôi cá chép bằng vàng lão thái thái chi trưởng nhìn ngắm nó thêm một lúc rồi bảo tam lão gia đến thì để nó cầm đi đi bạch ma khó hiểu hỏi rốt cuộc nhị lão gia nhậm chức gì vậy ạ à? những năm này bà rất ít khi thấy lão phu nhân nóng vội như thế lão thái thái chi trưởng đáp thị vệ tam đẳng là chức quan chính ngũ phẩm vừa nói bà vừa nhìn về phía lâm di lục nha đầu cháu cũng biết hộ vệ thị vệ triều đại chu chúng ta làm thế nào để được chức đúng không lâm di gật đầu là con trai của quan từ tam phẩm trở lên ở trong kinh hay của tổng đốc và tuần phủ tại ngoại còn lại đều là con cháu của vương công và các gia tộc có tước vị ạ à. lão thái thái chi trưởng để lâm di đỡ mình đi dọc theo hành lang trở về phòng nhị bá phụ cháu làm thị vệ tương lai nếu nhà chúng ta được phục tước tất nhiên sẽ có người đứng ra đề cử hắn nhà mẹ của nhị lão thái thái đồng thị hàn cũng sẽ ra sức giúp đỡ tước vị này không chừng sẽ rơi vào tay nhị bá phụ cháu. Cho nên lão thái thái chi trưởng mới sốt ruột tìm cách giúp cha ở lại trong kinh như vậy. Đây không phải là do may mắn mà có, phía nhị lão thái thái đồng thị đoạt được tước vị sẽ không buồn cố kỵ nữa, chắc chắn liền bắt tay tranh giành vị trí con vợ cả, danh vận trường tử của cha cháu sẽ bị sửa đổi. Lão thái thái chi trưởng như đang thuật lại toàn bộ diễn biến của kiếp trước. Lâm Di nhìn hộp gỗ trên bàn, liệu Khang quận vương có chịu nhận phần lễ long trọng này không? Ngay cả nàng cũng hiểu được rằng muốn thu phục một người, bán ân tình chính là cách tốt nhất. Cha nàng vốn chính trực, chắc chắn sẽ dốc toàn lực hồi báo. Nếu Khang quận vương muốn lợi dụng cha đả kích thành quốc công, tất nhiên sẽ rộng lượng giúp đỡ cha, như vậy sẽ không nhận món lễ vật này. Từ trước đến giờ chưa bao giờ đưa lễ nhờ vả ai, cho nên Trần Doãn viễn cầm đồ lão thái thái chi trường đưa mà ngượng chín mặt vừa liếc nhìn hộp gỗ vừa ấp úng, ngộ nhỡ đối phương không chịu nhận thì làm sao bây giờ à? Lão thái thái chi trưởng điềm nhiên đáp, không nhận thì cậu cứ cầm về. Cậu lăn lộn trong quan trường đâu phải chỉ mới được một hai năm, sao còn ngại mấy chuyện này, coi như là hiếu kính quan trên mừng năm mới đi. Tiêu thị bên cạnh vô cùng thẳng tính nói hộ chồng, trước giờ lão gia chưa từng tặng quà cho quan trên à. Lão thái thái chi trưởng kinh ngạc nhìn Trần Doãn Viễn, không khỏi cười khan, hiếm thấy thật, vậy mà cậu cũng có thể ở Phúc Ninh nhiều năm như vậy. Thế mà không bị người ta ghét bỏ đuổi về. Trần Doãn viện khi khái ngồi thẳng lưng, lúc còn ở Phúc Ninh, ông vốn chẳng ưa đám cấp trên bụng vệ đầu toàn chuyện ăn uống cá cược chơi gái, không có việc xấu nào không làm, cho nên làm sao có thể đem lương bổng mà mình khổ cực kiếm được đi hiếu kính bọn người vô liêm sỉ kia chứ rất nhiều lúc ông thà cắn răng chịu chứ không muốn vứt bỏ thể diện đi cầu cạnh kẻ khác nếu chẳng phải lần này thấy có cơ hội vạch tội thành quốc công ông cũng sẽ không đi nhờ cậy tôn thất hai ngày qua ông có hỏi thăm tính tình của khang quận vương biết được khang quận vương nhìn ôn hòa nhưng lại cực ít qua lại với người khác có thể tặng lễ thành công hay không phải thử một lần mới biết may mà khang quận vương từng đến phúc ninh tính ra ông cũng có đề tài để nói bàn bạc chuyện tặng quà xong lão thái thái chi trưởng để nữ lang trung mình mời đến từ trước vào thăm mạch cho tiêu thị bạch ma ma nhanh nhẹn dẫn một bà từ búi tóc tròn da rẻ trắng trẻo ăn mặc sạch sẽ tới tiêu thị và lâm di đều hơi kinh ngạc không ngờ nữ lang trung lại là một bà từ suýt soát 50 tuổi lão thái thái chi trưởng giới thiệu vị này là miêu ma ma lúc trước là y nữ trong cung cũng không dễ mời đâu miêu ma lập tức cười đến hai mắt cong cong đâu nào đều là lão tổ tông rát vàng cho tôi thôi nói rồi bà xoay người nhận lấy dương đồ nghề thật to từ trong tay nha hoàn phía sau khom lưng cười với tiêu thị mời thái thái theo tôi ra phía sau khám bệnh tiêu thị hơi ngượng ngùng liếc mắt nhìn trần doãn viễn rồi đi theo miêu ma trần doãn viễn nâng chén trà trên bàn lên uống một hớp Lâm Di thừa cơ hội hỏi thăm Hoành Ca hai ngày nay thế nào mới phá vỡ được không khí ngột ngạt trong phòng. Nghe nói đến con trai, Trần Doãn Viễn nở nụ cười, mấy ngày qua ca ca con tiến bộ không ít. Người đời thường nói nghiêm sư xuất cao đồ, xem ra không hề sai. Một lát sau, Miêu Mama bước ra, theo lão thái thái nhánh cả đi sang một bên nói chuyện, có thể loáng thoáng nghe được cái gì mà nhìn qua không có gì đáng ngại, để điều dưỡng một thời gian xem tiêu thị đỏ mặt đi qua chỗ cha con lâm di bây giờ trần doãn viễn mới đặt chén trà trong tay xuống bàn lão thái thái chi trường để bạch ma ma cầm đơn thuốc lại cho tiêu thị lại nhắn nhủ miêu ma ma mỗi ngày tới phủ chăm nom tiêu thị chưa từng nghe tới chuyện này cho nên ngơ ngác hồi lâu đảm ma ma ôn hòa cười nói thái thái yên tâm cứ giao hết cho nô tì chuyện tim đập mặt đỏ đã qua tiêu thị mới ngập ngừng nói với lão thái thái chi trường con vừa định đi bái quan âm tống tử thì lão thái thái đã mời lang trung tới rồi. Lão thái thái chi trường hỏi, sao lại nghĩ tới chuyện đi bái quan âm tống tử? Tiêu thị cười nói, nhị tổ có mang, Ninh Bình Hầu phu nhân quen biết với nhị tổ cũng có tin vui, ai cũng nói nhị tổ là quan âm tống tử đấy à. Lâm Di nâng bình trà lên rót cho tiêu thị một chén. Nhị thái thái điền thị vốn có khuôn mặt hiền từ như quan âm, bây giờ lại mang thai cho nên liền được nâng thành quan âm tống tử, thảo nào đàm ma ma lại vội vã hối tiêu thị đi bái quan âm. Lão thái thái chi trưởng không lộ biểu cảm buồn vui gì, nếu đã chắc chắn là đang mang thai, sao còn đi giảng kinh khắp nơi như vậy? Hương nhang trong chùa miếu cũng không tốt cho đứa trẻ trong bụng. Nghe vậy tiêu thị liền cười bảo, lần trước đến chùa Thanh Hoa giảng kinh, nhị tẩu cố ý dặn tăng nhân trong chùa đừng đốt nhang trong phòng, các vị phu nhân cảm thấy lạ liền hỏi, vì vậy con mới biết chuyện Nhị Tẩu có tin vui. Nhị Tẩu nói nhờ làm việc thiện mới có hài nhi, cho nên muốn vì đứa bé chăm chỉ giảng kinh hơn, không thể lười biếng. Đúng là dáng vẻ của một nữ Bồ Tát từ bi, Lâm Di nhìn Tiêu thị phấn khởi nói cười, cũng hiểu bà đã bị Nhị Thái Thái Điền thị đả động rồi. Điền thị xưa nay luôn lấy cớ hành thiện, ngay cả Lâm Phương cũng luôn miệng Phật pháp này nọ trước mặt chúng nữ quyến hai mẹ con này chăm chỉ khuyên nhủ họ hướng Phật, song thật ra chỉ muốn họ tin tưởng Điền Thị mà thôi. Chuyện có mang chẳng những không khiến Điền Thị hành động bất tiện mà trái lại, càng giúp Thị thuận tiện vào các phù trạch giảng kinh hơn. Nữ quyến nhà ai mà không cầu con, dẫu trong bụng không tin Điền Thị thì cũng chẳng dám đắc tội quan âm tống tử. Tiêu Thị nói đến đây, lão thái thái chi trường nhìn sang Lâm Di ngồi bên cạnh, lục nha đầu lui xuống đi ta có lời muốn nói với cha mẹ cháu. Lâm Di cụp mắt, khẽ vâng, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Ra khỏi phòng, Lâm Di lập tức nép vào sau tấm bình phong chạm trổ hoa. Tiêu thị tin tưởng nhị thái thái điền thị như vậy, nàng lại không thể ở trước mặt tiêu thị nói xấu điền thị, nghĩ đi nghĩ lại đành phải nhờ lão thái thái chi trường truyền lời. Trước tiên mời lão thái thái nhánh cả tìm lang trung xem mạch cho tiêu thị, sau đó lại như vô tình nhắc tới chuyện tiêu thị bái phật ở trước mặt bà dẫu vì đề phòng nhị thái thái điền thị nhưng nàng cũng không muốn bị tiêu thị mắng lâm di đi rồi lão thái thái chi trường liền lạnh lùng hỏi nói vậy tức là cô tin nhị tẩu cô chuẩn bị nhờ nhị tẩu cô giúp cô cầu con với bồ tát nụ cười trên mặt tiêu thị cứng lại đàm ma ma thấy tình thế không ổn thì vội vàng cười giải thích lão thái thái trách quan thái thái của nô tỳ rồi đảm ma ma vừa nói tới đây một ánh mắt sắc bén lập tức bắn qua bà liền ngậm miệng thấy đảm ma ma chậm rãi lui xuống lão thái thái chi trưởng mới nhìn về phía tiêu thị làm người có thể hiền lành nhưng không thể không biết suy nghĩ nói thế nào cô cũng là chủ mẫu sao đến hạ nhân cũng chẳng quản thúc ra gì tiêu thị đỏ mặt là con quản gia không giỏi lão thái thái chi trưởng khép hờ mắt cô cũng biết nhị lão gia bên cô vừa được đề bạt lên làm thị vệ tam đẳng chứ. Đó đều là kết quả của nhị thái thái chăm chỉ đi giao hảo với nhà khác cả. Phu quân cô suýt nữa bị ngự sử vạch tội, bây giờ lại hoạn nạn trồng chất, cô ta có từng hỏi thăm câu nào không? Nếu là người lương thiện thật sự, không chỉ qua lời nói ngoài miệng mà qua cử chỉ hành động ngày thường đã có thể bộc lộ, nhị thái thái tâm cơ như thế, cô còn thân cận với cô ta làm gì? mặt tiêu thị thoát đỏ thoát trắng chiều chúng ta theo phật pháp đại thừa xem trọng tấm lòng quảng đại bác ái tất nhiên sẽ không nề hà chuyện giúp đỡ huynh đệ chị em dâu nếu được vậy chúng ta đã chẳng cần phải đi cầu cạnh đại quan cô vốn mềm lòng dễ tin người nói tới đây lão thái thái chi trưởng mở to mắt nhìn đàm ma ma vậy càng cần có người ở bên cạnh thời thời khắc khắc nhắc nhở cô làm chuyện gì cũng phải cẩn thận đàm ma ma nghe vậy chân cẳng liền nhũn ra, lập tức quỳ xuống, không dám nói chen thêm tiếng nào nữa. Trần Doãn viễn nhíu mày, cũng gian dậy tiêu thị, bà hãy nghe lời lão thái thái, sau này còn phải học hỏi chuyện quản gia nhiều hơn. Trần Doãn viễn vừa dứt lời, lão thái thái chi trường liền nhìn sang, cậu cũng thế, làm chồng làm cha không thể chỉ động mồm động mép là đủ, phải thật lòng quan tâm chú ý đến vợ con. Nếu cậu đã biết mấu chốt nằm ở đâu, tại sao không sớm tìm nữ lang trung tới khám cho vợ mình. Trần Doãn Viễn Hồ thẹn gục đầu xuống, lão thái thái dậy phải. Lão thái thái chi trưởng am hiểu phương pháp giáo dục, gian dậy xong sắc mặt liền trở lại bình thường, không quá nghiêm nghị nữa, bảo Trần Doãn Viễn và Tiêu Thị ở lại dùng bữa xong hãy trở về chi thứ hai. Nhớ đến dáng vẻ ủ rũ của Tiêu Thị, bà thở dài, đúng là không khiến người ta bớt lo. Về sau bà chết rồi, cái nhà này chỉ còn một mình lục nha đầu cáng đáng thì làm sao? Nếu thật sự để lão tam nhận tước, tiểu tiêu thị trở thành phu nhân cáo mệnh, đúng là khiến người ta phải lo thay cho nhà này. Lâm Di rút châm xuống khẩy bắc đèn, niệm từ đường liền sáng hơn được một chút. Lão thái thái chi trưởng nhìn khuôn mặt xinh xắn của Lâm Di, đưa tay sờ tóc nàng. Bây giờ bà cũng chỉ có thể tận lực dạy bảo lục nha đầu thôi, mong sao con bé có thể cả đời suôn sẻ. Trần Doãn Viễn chọn được ngày liền lên đường đi tặng lễ vật cho Khang quận vương. Lâm Di bồn chồn ngồi bên giường nhìn trời dần tối, không biết chỗ cha thế nào rồi. Dựa vào tâm tư của Chu thập Cửu, rất có khả năng dễ dàng khiến cha nói ra hết chuyện ở Phúc Ninh. Dẫu lão Thái thái tri trưởng đã liên tục dặn đi dặn lại rằng ông chỉ cần cầu Khang quận vương giúp mình lưu lại trong kinh thôi, nhưng chẳng ai đoán được sự tình sẽ có thay đổi gì không. Lâm Di mới nghĩ tới đây, Linh Lung đã hớt hãi chạy vào phòng. Tiểu thư, không xong rồi, xảy ra chuyện rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. mươi 63, Mưu Đồ. Có tin tức, trái tim đang lơ lửng giữa không trung của Lâm Di lập tức rơi xuống. Nàng buông quả cầu hương bằng bạc trong tay, ngước lên hỏi Linh Lung, chuyện gì vậy? Do chạy một mạch từ niệm từ đường đến, Linh Lung hơi thở dốc, thái thái cho người ấy tới báo, hình như lão gia ở chỗ của khang quận vương cầm về một vật không nên cầm. Thái thái muốn hỏi lão gia rốt cuộc là sao, nhưng lão gia đang say bí tỉ, nói chuyện không rõ ràng. Cha nàng ra ngoài xã giao chưa bao giờ có chuyện uống say, ông từng nói, hễ uống say thì sẽ khó tránh khỏi chuyện nói ra mấy lời không nên nói. Phúc Ninh có biết bao nhiêu người muốn thăm dò tin tức từ miệng cha đều chẳng thành. Lầm gì nhíu mày, có nói là vật gì không? Linh lung khẽ lắc đầu, nô tỳ không nghe rõ, nhưng thái thái rất sốt ruột, hỏi lão thái thái chi trưởng có thuốc giải rượu không. Lâm Di đứng dậy khoác áo lông cừu vào, dẫn nha hoàn bà tử trực tiếp đi tới niệm từ đường. Lão thái thái chi trưởng ở niệm từ đường vừa cho người mang hộp thuốc đến cho đới bà tử. Bạch ma ma dặn dò đới bà tử, sớt ba muỗng cho vào chén, uống một hơi mới có tác dụng. Đới bà tử khom người đáp, nô tỳ nhớ kỹ rồi à? Lão thái thái nhánh cả sầm mặt, nói với tam thái thái, vô luận thế nào cũng phải ngăn lão ra đừng nói lung tung, không thể để kẻ khác nghe ngóng được manh mối, có chuyện gì đợi đến mai rồi nói sau. Đới bà tử khổ sở nói, bọn nô tỳ chưa từng thấy lão ra thế này bao giờ cả, đừng nói là thái thái, bọn nô tỳ cũng sợ. Lão thái thái chi trưởng nạt ngay, cái này có gì mà không sợ? nam tử nào uống say không về nhà quậy lung tung chứ? Bạch ma ma cũng nói, tam thái thái chưa từng gặp cảnh này nên mới hoảng hốt thôi, uống thuốc xong ngủ một giấc liền ổn ngay. Đới bà tử gật đầu vâng dạ luôn miệng, lão thái thái chi trưởng nói, mau trở về đi. Đới bà tử vừa chuẩn bị đi, lâm di đã bước vào phòng, bá tổ mẫu. Nàng ngồi xuống bên cạnh lão thái thái chi trường, hay để cháu cùng đới bà tử trở về ngộ nhỡ có chuyện gì cũng có thể tiếp ứng lẫn nhau bên kia chỉ có mình tiêu thị lo liệu nàng luôn không yên lòng lão thái thái chi trưởng nhìn đồng hồ cát đã sắp đến giờ đóng cổng bây giờ một tiểu thư chưa xuất giá như lâm di ra ngoài không tiện bà suy nghĩ thật nhanh rồi bảo chuyện vẫn chưa đến mức to tát lắm chờ mai ta sẽ cho người đưa cháu về lão thái thái chi trưởng đã nói vậy lâm di đành ở lại cha rất ít ra ngoài xã giao ở nhà cũng chưa từng uống rượu. Từ đó có thể suy ra tiểu lượng của cha sẽ cực kỳ kém. Lão thái thái chi trường thở dài, vậy mà còn chạy tới chỗ khang quận vương uống rượu. nàng đã nghĩ tới mấy khả năng, chỉ mỗi kết quả này là không lường tới được. Bình thường cha luôn thận trọng lắm mà, làm sao có thể trở về với dáng vẻ say khướt như thế? Lâm gì thử hỏi, rốt cuộc cha cháu đã cầm vật gì về vậy à? nhắc tới chuyện này lão thái thái chi trường đang tựa trên gối dựa lại mở mắt ra, là đai lưng đính hoàng ngọc chất vàng óng trong như mật. Hoàng ngọc là loại ngọc tôn thất thường đeo, tuy triều đình không đưa ra văn bản rõ ràng, nhưng triều đại chu lấy hoàng ngọc biểu trưng cho thân phận cao quý. Người bình thường có một hai viên hoàng ngọc đều cẩn thận cất trong nhà thưởng thức, không ai trắng trợn lấy nó làm đai lưng buộc bên ngoài cả. Thảo nào tiêu thị cho rằng là cha cầm nhầm đài đính hoàng ngọc quả thật không giống quả đáp lễ của khang quận vương. Lão thái thái chi trưởng đưa ra giả thiết, cái đai ngọc này có lẽ là vật người khác tặng cho khang quận vương, cũng không biết làm sao cha cháu lại cầm nó về. Bộ châm chúng ta tặng cho khang quận vương tuy quý nhưng không thể hơn cái đai ngọc này. Khang quận vương là tôn thất, đâu cần làm mấy chuyện như trả lễ chứ. Lâm Di ngồi quỳ trên kháng, trầm ngâm không nói gì, không phải là cha cầm nhầm, là an bài của Chu thập cửu từ trước thì đúng hơn. Bằng không sao cái đai ngọc kia lại trùng hợp được đặt ở đó? Tôn thất thích dùng hoàng ngọc để biểu hiện thân phận, song chỉ vào dịp quan trọng như triều bái đại hôn này nọ mới dùng đai ngọc. Nói cách khác, vật như vậy nhất định sẽ được cất giữ thỏa đáng, không phải ai cũng có thể tùy tiện lấy đi. Chu thập cửu nhận lễ vật của Trần gia rồi lại đáp lễ bằng vật quý như thế, cha chưa từng nhận đồ tặng quý giá nhường này tất nhiên sẽ cảm thấy áy náy. Về sau Chu Thập Cửu có bảo cha làm vài chuyện, cha cũng sẽ vui vẻ cam tâm để bị sai khiến. Lòng Lâm Di lập tức trùng xuống. Bất kể nàng có cẩn thận tính toán thế nào, cha vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của anh ta. Mang đai ngọc trả lại thì đừng mơ Chu Thập Cửu ra mặt giúp đỡ, không trả lại chẳng khác nào thiếu nợ anh ta. Với Chu Thập Cửu, đó chỉ là một cái đai ngọc còn với Trần Gia lại là một cục nợ khó sư Chu Thập Cửu có ý gì khi muốn bắt chẹt Trần Gia bọn họ đây? Bạch Ma Ma tiến đới bà Tử trở về rồi quay lại, lão thái thái, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lâm Di cũng ngẩng đầu nhìn lão thái thái chi trường, chuyện đã đến nước này, đã rơi vào bẫy của kẻ khác rồi, càng dãy giụa thì càng lún vào sâu hơn, giờ chỉ có thể bình tĩnh chờ xem động tĩnh của đối phương thôi. Lão thái thái chi trưởng nói, ngày mai bảo cha cháu đi trả đồ lại nếu khang quận vương không nhận vậy chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận xem ngài ấy rốt cuộc có mưu đồ gì chỉ có tiểu tiêu thị mới có thể cho rằng lão tam lỡ tay cầm nhầm đồ thôi lâm di đưa mắt nhìn linh lung linh lung và quất hồng liền khom người lui ra bạch ma ma cũng đi theo lấy trả mới trong phòng chỉ còn mỗi lão thai thái chi trường và lâm di ngồi trước ngọn đèn mỡ dê bá tổ mẫu Lâm Di nhỏ giọng nói, có khi nào là vì thành quốc công không? Muốn lật đổ thành quốc công đương nhiên phải có người đứng ra làm. Khang quận vương từng đến Phúc Ninh, nhất định cũng biết chuyện cha cháu không chịu về dưới chướng thành quốc công. Chưa kể, không ai rõ chuyện ở Phúc Ninh hơn cha cháu, là cha ra mặt tố cáo những hành vi xấu của thành quốc công ở Phúc Ninh mới hợp lẽ. Lão thái thái chi trường lẳng lặng xoay Phật Châu trong tay, lục nha đầu nói có lý. Hơn nữa vật trong tay lão tam cũng chính là chứng cứ thành quốc công thông đồng với hải tặc. Lâm Di ngắm nhìn ngọn lửa nhảy múa trên đế đèn bằng sừng dê, bá tổ mẫu từng nói, hiện giờ không ai muốn xung đột chính diện với thành quốc công cả, có lẽ Khang quận vương muốn cha cháu đứng ra nhận trách nhiệm này. Công khai ra mặt chính là làm con tốt thí, tôn thất tiếc mạng, môn quan tiếc danh, người thật sự chịu vào sinh ra tử cũng chỉ có mấy quan viên chính trực như cha thôi từ xưa đến nay đều thế cả. Trước đó đã có ngô đại nhân, chẳng lẽ cha cũng phải. Lão thái thái chi trường mở mắt ra, có đứng ra tố cáo thành quốc công hay không do chúng ta quyết định, cho dù cha cháu muốn làm con tốt thí, ta cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Đới bà từ trở về chi thứ hai, mới vào tới bích vân cư của tiêu thị liền nghe thấy chỗ chính viện loáng thoáng vọng ra tiếng cười. Từ khi trở về tam lão gia cứ cười nói không ngừng, ẩm ý như vậy, e rằng tin ông say rượu đã truyền tới chỗ nhị lão thái thái rồi đới bà tử giao bình thuốc trong tay cho đàm ma ma đàm ma ma rót thuốc ra chén rồi bưng vào buồng trong trần doãn viễn ngồi trên giường la hán lờ đờ ôm chén trà trong tay cười đến tít mắt tiêu thị bưng chén thuốc tới chỗ ông lão ra uống thuốc rồi đi nghỉ sớm mà. trần doãn viễn như không nghe thấy vẫn lẻm bèm liên tục hôm nay ta rất vui ai cũng không được măn ta uống rượu nghe chưa các ngươi. Đàm ma ma ở một bên vuốt đuôi, nghe rõ à, nghe rất rõ à. Lão ra uống cái này trước rồi ta lại đi rót rượu cho. Tiêu thị thử lừa Trần Doãn Viễn, vừa nói vừa đưa chén thuốc tới gần ông hơn. Trần Doãn Viễn dương mắt nhìn thoáng qua tiêu thị, vừa muốn mở miệng nói gì đó thì bỗng nghiêng người ngã sang một bên, chén trà trong tay đổ ra ướt dương. Tiêu thị giật nảy mình, vội vàng đặt chén thuốc xuống, dùng khăn tay lau nước trà trên quần áo Trần Doãn Viễn. Trần Doãn Viễn nhìn tiêu thị cuống cuồng, hồi lâu sau mới nói, ờ, rượu. Sao lại đổ mất rồi? Rượu đổ rồi nhưng nói rất đúng tuyệt đối không đổi ý nói rất đúng đã đồng ý thì sẽ không đổi ý Doãn trực Doãn trực đâu rồi. Doãn trực nào cơ, tiêu thị giật mình, huynh đệ của lão gia. Doãn trực hay trong nhĩ nhã có ghi mà, doãn, thành giả, tín giả, trực, chính kiến giả. Nhị nhã là bộ từ điển của Trung Quốc thời kỳ cổ đại, một trong những tác phẩm kinh điển của Nho giáo được xếp vào danh sách thập tam kinh. Nhị nghĩa là cận, gần, nhã nghĩa là chính, tức nhã ngôn lời nói nhã nhặn, nên nhị nhã nghĩa là cận chính, tức là tiếp cận với quy cách ăn nói sao cho nhã nhặn, đúng mực. Nội dung chủ yếu của Nhị nhã là giải thích và khảo chứng vốn từ ngữ Trung Quốc thời cổ đại tiêu thị thừa dịp trần doãn viễn ngã liền cầm chén thuốc đút một muỗng vào miệng ông trần doãn viễn vừa uống vừa lèm bèm cứ quyết định vậy đi mọi người bận bịu hết cả buổi trần doãn viễn mới gục xuống giường la hán thiếp đi tiêu thị khẽ thở ra định đứng dậy xong chân lại mềm nhũn suýt té ngã đảm ma ma vội bước tới đỡ bà thái thái không sao chứ tiêu thị quay đầu nhìn gian phòng bừa bộn lấy khăn lau mồ hôi trên trán cười khổ nói, ta không sao, cuối cũng cũng chịu yên tĩnh rồi. Mau gọi vài người lại đây khiêng lão ra vào buồng trong nghỉ đi. Sáng hôm sau Lâm Di dậy từ rất sớm, cùng lão thái thái chi trường dùng bữa sáng. Lão thái thái chi trường vừa bảo người chuẩn bị xe ngựa thì tiêu thị sang tới. Tiêu thị mặc áo vàng phối với váy màu tím, trên mặt đã dặm phấn mà vẫn không che được vẻ tiêu tụy. Nhìn thấy lão thái thái chi trường, mắt tiêu thị liền đỏ lên, lão thái thái, người nói xem sao lại khéo như vậy, lão gia thức dậy liền quên hết chuyện ngày hôm qua, cũng không nhớ làm sao lại cầm đai ngọc ở chỗ khang quận vương về. Đã say khướt thì còn nhớ được gì mới lạ, lão thái thái chi trưởng chống người dậy nhìn tiêu thị, tối hôm qua lão tam đã nói những gì. Tiêu thị cẩn thận nhớ lại, hình như lão gia đã đồng ý với người ta cái gì đó. Nhưng sáng sớm con hỏi thì ông ấy lại chẳng nhớ được. Mặc dù đã lường trước, lão thái thái chi trường lại không nhịn được nhíu mày. Lão tam đâu rồi? Tiêu thị đáp, lão già nôn ói đến nửa đêm, tận sáng hôm nay mới tỉnh rượu, không dám trễ nải chuyện công vụ liền đến nha môn rồi à? Lão già cũng nói không dám nhận cái đai ngọc kia, phải tìm cơ hội trả lại cho khang quận vương. Trần Doãn viễn thức dậy liền hối hận về chuyện say rượu, luôn miệng nói bằng mọi giá mang đai ngọc đi trả. Khang Quận Vương chịu nhận lại đai ngọc là tốt nhất, còn nếu không nhận. Lão Thái thái chi trưởng nhìn Lâm Di, lục nha đầu, cháu đừng về chi thứ hai nữa, sửa soạn một chút đi, ngày mai theo ta đến nhà mẹ của Thái hậu làm khách. Lâm Di gật nhẹ, bất kể Khang Quận Vương đang tính toán cái gì, kẻ chịu thiệt luôn là cha nàng. Trước mắt chỉ cần Khang Quận Vương có thể giúp cha lưu lại trong kinh, kế tiếp phải xem có thể đưa bức thư kia cho Thái hậu hay không. Chương 64: Quỷ kế. Trời tháng 6, mặt trời chói chang treo trên đỉnh đầu, không khí oi bức đến không thở nổi, hiếm hoi có cơn gió thổi đến cũng toàn hơi nóng. Trần Doãn Viễn ngồi bên cửa sổ viết bản thống kê thành tích, mới viết được một trang chán đã ướt đẫm mồ hôi, khó khăn lắm mới ổn định tinh thần viết xong bản tường trình, vừa hay cũng đến giờ ra về. Trần Doãn Viễn mơ màng ra khỏi nha môn, lúc bước qua ngưỡng cửa thì bỗng hụt chân suýt ngã. May nhờ có gã sai vặt bên người nhanh tay lẹ mắt đỡ kịp. Không kịp nghỉ ngơi nhiều, Trần Doãn Viễn cho người đi tìm gã sai vặt Đồng Ninh luôn ở cạnh khang quận Vương hỏi thăm tin tức. Sập tối Đồng Ninh vừa hay đang rảnh, Trần Doãn Viễn mừng rỡ như điên, chọn một chỗ yên tĩnh cầm lễ vật đến, biết nói sao đây, hôm qua ta say quá nên bất cần cầm nhầm nó về. Nhờ tiểu ca giúp ta chuyển lời đến khang quận Vương, ta không hề đụng đến đổ trong hộp đồng ninh khó xử hỏi lại ngài muốn nói tới vật nào cơ họng trần doãn viễn thít chặt khó khăn lắm mới nói ra được là cái đai ngọc đồng ninh tỏ vẻ kinh ngạc trần lão gia muốn nói đến vật trong cái hộp gỗ đen khắc hoa mẫu đơn ư trần doãn viễn gật đầu chính nó đồng ninh nói ngay tiểu nhân cũng không biết trong cái hộp kia chứa gì nhưng quận vương đã đưa cho lão gia thì nó hẳn là quả đáp lễ của quận vương nếu lão gia trả nó lại quận vương chắc chắn cũng sẽ trả lễ vật lão gia tặng. Nghĩa là sao? Trần Doãn Viễn lập tức sững người, đai ngọc kia thật sự là quả đáp lễ khang quận vương đưa cho ông. Đồng Ninh gật đầu bổ sung thêm, quận vương xưa nay không tùy tiện nhận lễ vật của người khác, hễ đã nhận thì nhất định phải đáp lễ. Đây là quy tắc của quận vương, tiểu nhân thật sự không dám tự chủ trương truyền lời giúp Trần Lão ra. Trần Doãn Viễn không biết nên nói gì cho phải trả quà lại chính là không biết tốt xấu, sẽ đắc tội với khang quận vương. Nhưng không trả về thì vật này hệt như củ khoai nóng bỏng tay. Tiểu ca, Trần Doãn Viện uống một hớp trà, chuyển sang hỏi thăm chuyện tối qua, chẳng hay hôm qua ở trước mặt quận vương ta có làm gì thất lễ không? Cái đó thì không có, đồng ninh cười nói, lão gia cùng quận vương uống rượu đối thơ, không ngờ uống được nửa bầu rượu lão gia bỗng nhận thua xin tự phạt mua kiếm về sau chúng ta mới hiểu là lão gia say quận vương gia tới đỡ lão gia lão gia thấy khó chịu rồi nôn lên người quận vương gia trần doãn viễn kinh ngạc mở to hai mắt ta nôn lên người quận vương gia sao sao có thể thế được nghe được chuyện này trần doãn viễn không còn dám treo chuyện hoàn trả lễ vật bên miệng nữa đồng ninh cũng sợ vắng mặt lâu đứng dậy xin cáo từ trần doãn viễn ôm nỗi bất an trở về nhà Tiêu thị nhanh nhảu tiến lên hỏi thăm kết quả. Ông chỉ thấy khát nước, uống liền hai chén trà mới đỡ đẫn nói, cất kỹ món đồ kia đi, về sau không được nhắc tới hai chữ trả lại nữa. Tiêu thị ơ, một tiếng rồi đứng ngây ra đó, hồi lâu sau mới như hoàn hồn, xoay người nhấc nắp lò hương hoa lê, nắp lò vừa hé, khói hương lập tức bốc cao, khiến bà bị sặc, ho khan một trận nhị lão thái thái đồng thị cho người thêm hương liệu vào lò hương ba chân bằng đồng trắng men trong góc, không bao lâu sau thì bị hắt xì, liền phất phất tay bảo người tắt lò hương đi. Thế nào, nhị lão thái thái nhỏ rong hỏi. Đồng ma ma bước lên thưa, nghe nói tam lão ra uống rượu với khang quận vương đến say mềm. Nhị lão thái thái nhướng mày, khang quận vương, sao lão tam lại quen với khang quận vương? Đồng ma ma tự lý giải, có lẽ là lão thái thái chi trưởng nhờ vả Trịnh gia. Trịnh gia bây giờ ốc không mang nổi mình ốc mà còn có tinh thần quản người khác. Nhị lão thái thái nghiêm người nằm xuống trên giường La Hán, không chừng là thế, Trịnh gia cũng nên tìm đường ra cho mình rồi. Trịnh các lão đã lớn tuổi, con cháu Trịnh thị lại không có nhân tài, 10 năm qua cả gia tộc chẳng xuất ra được vị tiến sĩ nào. Hàn Lâm viện không có người kế tục, chỉ dựa vào Huệ Hòa quận chúa thì đủ sao? phải biết rằng đám các lão trí sĩ đều là kẻ có trước mới có sau người đi thì trà lạnh cho dù ở nhà dưỡng lão cũng không tránh khỏi nguy cơ bị người ta dâng tấu tố cáo trịnh các lão tại vị vài chục năm đắc tội với không ít người bằng không trịnh gia đã chẳng cần cẩn thận đi nhẹ nói khẽ không dám công khai đắc tội với mẹ con trừ thị nương nhờ nhà mình lâm uyển ở phòng trong rừng kim khâu trong tay chăm chú lắng nghe bên ngoài nói chuyện nàng ta đã sớm phái đông hòa ra ngoài hỏi thăm về mẹ con trinh nương thì gia tổ phụ của trinh nương từng là thượng thư hộ bổ trừ gia cũng là gia tộc lớn mẹ con trinh nương có thể vào kinh đều nhờ người trong gia tộc giúp đỡ trừ gia hộ tuấn người thân đến kinh xong định bụng trịnh gia mà tùy tiện đuổi người đi trừ gia sẽ không để yên trừ phi trịnh các lão ra mặt giúp đỡ hậu nhân trừ gia có được một vị trí tốt hộ bộ là một trong các cơ quan hành chính thời phong kiến tương đương với bộ tài chính hiện nay. Vị quan đứng đầu hộ bộ là thượng thư hộ bộ, tương đương với bộ trưởng ngày nay. Nếu không vì nghĩ tới chỗ lợi này, trừ thị cần gì tốn công tốn sức cho đôi cô nhi quả mẫu kia. Ai ngờ trịnh gia lại dễ dàng thu nhận trinh nương, mặc cho hai mẹ con dương oai trong nhà. Nhị lão thái thái đồng thị trầm ngâm một thoáng rồi bảo đồng mama gọi Lâm Nguyền ở phòng trong ra đây. Sau đó bà ta nhỏ giọng dặn dò Lâm Nguyền chẳng phải trịnh nhị thái thái nhờ và cháu dạy trịnh tam tiểu thư theo thùa sao? Bây giờ cháu hãy qua đó, trịnh gia có tin tức gì phải cẩn thận nghe ngóng cho được, biết chưa? Lâm Uyển tỏ ra sợ hãi, cháu chưa từng ra ngoài một mình bao giờ cả. Nhị lão thái thái gạt đi, mang nhiều thêm vài nha hoàn bà tử là được, có thể qua lại với tiểu thư trịnh gia như thế là phúc khí của cháu đấy. Nghe vậy Lâm Uyển đành miễn cưỡng đáp ứng nhị lão thái thái nở nụ cười hài lòng bảo đồng ma ma chọn vài nha hoàn bà từ đắc lực cho lâm huyền dùng sau lại dặn đồng ma ma gọi thợ may tới may thêm cho lâm huyền mấy bộ váy áo thoáng cái khuê phòng của lâm huyền bỗng có thêm rất nhiều thứ ánh mắt trần đại thái thái cũng nhìn thẳng hơn lão thái thái chưa bao giờ đối đãi với mẹ con bọn họ như vậy cả đại thái thái cầm một tấm vải gấm tứ xuyên ướm lên người lâm huyền tuy tướng mạo lâm huyền bình thường nhưng có câu người đẹp vì lụa, mặc chất liệu tốt liền trông được hơn hẳn. Đại Thái Thái cười tít mắt lôi kéo Lâm Uyển ngồi xuống bên giường, nhớ nói chuyện với Trịnh Nhị Thái Thái nhiều vào, con cũng phải học hỏi bản lĩnh kể chuyện khôi hài của Lâm Phương, đừng chỉ tập trung dạy Trịnh Tam tiểu thư thiêu thua. Lâm Uyển ngoan ngoãn gật đầu vâng, một tiếng. Nếu có thể trèo lên được Trịnh gia, lão gia còn phải lo không được bổ nhiệm vị trí tốt sao? đến Lâm Kiều cũng chỉ gả cho viên gia thôi đấy. Đưa tiễn đại thái thái đi, Lâm Huyền lại ngồi xuống giường tiếp tục thiêu thùa, đông hòa xua những hạ nhân khác lui ra rồi đi tới cạnh Lâm Huyền, nhỏ giọng báo, khang quận vương tặng cho tam lão ra một cái đai đính hoàng ngọc à. Đồng hòa bĩu môi nói tiếp, nhất định là lão thái thái chi trưởng muốn giúp đỡ nhà tam lão gia với lên khang quận vương. Lão thái thái chi trưởng thương lục tiểu thư, nhị lão thái thái thương tứ tiểu thư chỉ có tiểu thư là tội nghiệp nhất thôi không được nói lung tung lâm huyền liếc nhìn đông hòa lục muội muội đối với ta rất tốt đông hòa cười khẩy tiểu thư ơi là tiểu thư người tỉnh lại đi lục tiểu thư tốt với tiểu thư thì sao lại không chịu nói thật với tiểu thư tiểu thư hết lần này tới lần khác nói tốt cho lục tiểu thư lục tiểu thư có từng giúp đỡ tiểu thư cái gì không Tương lai lục tiểu thư có phất lên cũng sẽ không đói hoài tới tiểu thư đâu. Lão thái thái chi trưởng cho lục tiểu thư nhiều đồ tốt như vậy, lục tiểu thư có bao giờ chia sẻ với tiểu thư đâu, có mỗi tiểu thư mới thời thời khắc khắc cho rằng lục tiểu thư tốt. Lục tiểu thư chỉ khác ở chỗ không chế nhạo tiểu thư ở trước mặt người khác thôi. Được rồi, Lâm Uyển ngắt lời Đông Hòa, người ra ngoài đi, ta tự có lý do của mình dứt lời nàng ta lấy kim chỉ trong khay ra tiếp tục thiêu nốt hoa văn trên vải trịnh nhị thái thái lấy ra chiếc khăn thiêu hoa cải trắng bằng chỉ kim tuyến ở giữa bốn góc được thiêu hình chú rơi nhỏ mở miệng khen đúng là tâm tư tinh tế thì tay cũng khéo mà thẩm nương của khang quận vương là chu phu nhân đang làm khách ở trịnh gia nhìn thấy món đồ thiêu đặc biệt như vậy thì cũng đặt chén trà trong tay xuống bàn đi sang xem đây là do ai thiêu thế còn ai nữa trịnh nhị thái thái cười nói là tam tiểu thư của trần gia mà tôi từng nói với người đấy trần tam tiểu thư là vị tiểu thư vừa hành lễ với bà ta khi nãy tướng mạo bình thường thua xa hai muội muội chu phu nhân cười nói thảo nào nhìn qua đúng là một đứa bé tâm tư tỉ mỉ trịnh nhị thái thái cũng nhoẻn miệng cười chu phu nhân uống vài hớp trà rồi bâng quơ hỏi sao không thấy huệ hòa quận chúa vậy vẻ mặt trịnh nhị thái thái bỗng trở nên kỳ dị đi theo lão phu nhân nhà tôi đến chỗ quốc cữu gia rồi quốc cữu gia nhà mẹ của châu thái hậu chu phu nhân cười nói ta tới thật không đúng dịp trịnh nhị thái thái sai người đi lấy bài lá đến chúng tôi cũng không biết trước tận khi lão phu nhân ra tới cửa mới hay bà đi cùng lão thái thái trần gia nói là lâu rồi không đi gặp bạn bè cũ trịnh lão phu nhân dẫn trần lão thái thái đến châu gia trong mắt chu phu nhân xẹt qua một tia sáng gần đây bà ta liên tiếp nghe thấy tin liên quan tới trần gia trịnh nhị thái thái lại nói thất tiểu thư nhà tôi bình thường không thích ra ngoài tham gia náo nhiệt nhưng nghe thấy có mặt trần lục tiểu thư thì cũng đòi theo con bé trần lục tiểu thư kia hành sự luôn có chủ kiến kiểu người đó không dễ nắm trong tay mới vào kinh có mấy ngày mà đã xây dựng được quan hệ tốt như vậy với trịnh thất tiểu thư làm trịnh lão phu nhân khen ngợi không dứt miệng cũng được trần lão thái thái yêu thương hết mực càng nghe càng khiến bà ta kinh ngạc như vậy cũng không phải là chuyện gì tốt nghĩ tới đây chu phu nhân cười nói mời các vị tiểu thư ra đây đi lâu lắm rồi ta không nói chuyện với bọn chúng đặc biệt là tam tiểu thư tuy con bé sắp xuất giá nhưng đều là người trong nhà cả không việc gì phải câu nệ đâu trịnh nhị thái thái vui vẻ đáp cũng được để tôi gọi bọn chúng ra lần đầu tiên đến trịnh gia Lâm Di chỉ thấy chỗ nào của trịnh gia cũng tinh tế vô cùng, từng góc sân núi giả được sắp đặt cẩn thận, thảo nào người ta đều khen phủ nhà họ trịnh đẹp. Nhưng đến phủ của quốc cữu gia với tước vị cha truyền con nối là châu gia, nàng mới thấy nơi này còn uy nghiêm, đẹp đẽ hơn trịnh gia gấp mấy lần. Đỉnh đài lầu các ẩn trong các khóm cây xanh tươi, cùng với bích hồ và cầu vòm bằng ngọc thạch tạo thành quang cảnh tao nhã không thể tả. Các nữ quyến xuống kiểu Vừa ngắm cảnh xung quanh vừa đi đến sảnh tiếp khách. Châu đại thái thái chịu trách nhiệm tiếp đón cười nói, "Chúng ta phải ngồi thuyền đến Thủy Đình, lão phu nhân chúng tôi nghe nói mấy vị lão tổ tông ghé thăm liền tới Thủy Đình chờ sẵn rồi à." Trịnh lão phu nhân cười nói, "Vốn định đến Thỉnh An lão phu nhân, không ngờ lại làm phiền lão phu nhân rồi." "Nào có," Châu đại thái thái cười xòa, "Lão phu nhân nhà chúng tôi luôn nói muốn có người cùng thế hệ trò chuyện." ca cầm đến mức đám con cháu chúng tôi ong cả đầu, chẳng qua chúng tôi không có mặt mũi đi mời các vị lão tổ tông thôi. Châu Đại Thái Thái thật biết ăn nói, trong khi nữ quyến của gia đình quyền quý thường không cần cố kỵ mà vuốt đuôi kẻ khác. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio, chương 65, giúp đỡ. Châu Nhị Tiểu Thư liếc nhìn Lâm Di bên cạnh Trần Lão Thái Thái. Đây chính là vị Trần Lục Tiểu Thư dám xông vào căn phòng bị cháy cứu người trong lòng nàng, chỉ có kiểu người tướng mạo cục mịch với tính tình thô lỗ mới có thể làm mấy chuyện như vậy, không ngờ lại là một y vị tiểu thư duyên dáng lịch sự. Châu nhị tiểu thư vừa định tới nói chuyện với trịnh thất tiểu thư và trần lục tiểu thư, huệ họ ép quận chúa đã nhìn về phía nàng cười khen, mới đó mà đã trổ mã xinh đẹp như vậy rồi. Châu nhị tiểu thư lập tức đỏ mặt, hơi cúi người chào huệ hòa quận chúa. Huệ hòa quận chúa nhìn châu đại thái thái cười nói, vẫn là cô tốt số, không như ta phải nuôi một con khỉ con ở bên người, ngày nào cũng bị nó loi nhoi đau cả đầu. Trịnh thất tiểu thư nghe vậy liền hư mũi, không có con ồn ào, mẹ sẽ buồn đấy. Huệ hòa quận chúa che miệng cười, mọi người nhìn đi, ta nói đâu có sai. Khuôn mặt xinh xắn như hoa sen trắng của châu nhị tiểu thư lộ ra một nụ cười. Lầm gì cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần, như Châu Nhị tiểu thư mới thật sự là tiểu thư khuê các, khí chất tao nhã, diện mạo tú lệ, cử chỉ thanh thoát, Ngũ tiểu thư Ninh Bình hầu không thể so được. Thảo nào Chu thập Cửu lại ném Ngũ tiểu thư Ninh Bình hầu sang một bên mà cầu hôn Châu Nhị tiểu thư. Đoàn người đi tới bên hồ, đã sớm có người chuẩn bị một con thuyền nhỏ treo đèn cung đình chờ sẵn, chỉ cần theo hai bậc thang bằng ngọc thạch là có thể lên thuyền mấy vị tiểu thư tới làm khách đều cảm thấy vô cùng thú vị. Thuyền bơi đến giữa hồ, ngừng đầu liền có thể nhìn thấy thủy đình được bao quanh bởi nước hồ trong xanh, thỉnh thoảng lại có hơi nước theo gió bay lãng đãng non như tiên cảnh. Lúc tiên đế còn tại vị, châu Thái Hậu được yêu chiều vô cùng, thêm nhà ngoại đạt được nhiều công danh hiển hách, phủ quốc cữu khi ấy gần như đứng đầu thế gia trong kinh. Nhưng trước khi Tân Hoàng đăng cơ, tiên đế lại bắt đầu xử lý bớt vây cánh của ngoại thích, nhà mẹ của Châu Thái Hậu liền đứng mũi chịu sao. Vốn tưởng sau khi lên ngôi Tân Hoàng sẽ lại trọng dụng nhà ngoại, ai ngờ lòng kiêng kỵ ngoại thích của Tân Hoàng quá lớn, lại thêm sức ép liên tục từ các đại thần phụ chính, Châu Gia dần trở nên không khác gì các gia tộc huân quý tôn thất còn lại. Chẳng qua, tuy vị thế không bằng lúc trước, cảnh trí trong phủ nhà họ Châu vẫn lộng lẫy, cầu kỳ như thời đỉnh cao. Châu lão phu nhân mặc y phục màu vàng nghệ thêu chữ thỏ, chống quải trượng khắc hình tường vân ở phần đầu, được hạ nhân đỡ đứng dậy đón trịnh lão phu nhân và trần lão thái thái. Trịnh lão phu nhân và trần lão thái thái hành lễ với châu lão phu nhân. Châu lão phu nhân cố ý nghiêm mặt, chúng ta đều đã lớn tuổi, còn hành lễ cái gì, đừng để bọn tiểu bối nhìn rồi cười. Ba vị lão tổ tông nhìn nhau cười, chúng nữ quyến theo thứ tự tiến lên hành lễ lần đầu tiên gặp lâm di châu lão phu nhân nhìn lâu hơn một chút nói mấy lời khách sáo rồi cho người cầm một cây quạt cung đình có chuôi bằng ngọc bích chạm trổ hình hoa mẫu đơn đưa cho lâm di con gái yếu ớt tuyệt đối đừng để bị bỏng nắng châu gia đại khách chu đáo rất nhanh trong tay các tiểu thư ở đây đều có một cây quạt cung đình thủy đình dùng đá trắng làm bệ đỡ chia thành hai gian một lớn một nhỏ bốn góc có đặt lư hương hình hoa sen đốt hương thảo để xua muỗi. Chư vị tiểu thư hành lễ xong thì sang gian nhỏ hơn trò chuyện, châu nhị tiểu thư bày trà đãi khách, tất cả mọi người đều kinh ngạc trước tay nghề pha trà của châu nhị tiểu thư. Các tỷ muội muốn chơi gì nào? Châu nhị tiểu thư nhoẻn môi cười, ngâm thơ, đấu cờ hay đấu trà, ta đều cho người chuẩn bị sẵn cả. Châu nhị tiểu thư cười khoát tay, ta chỉ học qua ít nữ thư, nào biết làm thơ, các tỷ muội thích thì cứ chơi đi, ta ở một bên hầu trà bánh là được." Nói chuyện không kiêu ngạo cũng không tự ti, Châu Nhị tiểu thư đúng là rất hiền lành dễ gần. Các vị tiểu thư đều hùa nhau cười đùa với Châu Nhị tiểu thư. Lâm Di định sang đó thì bị Trịnh Thất tiểu thư kéo qua một bên, "Chúng ta cứ làm chuyện của chúng ta đi, đừng hùa với bọn họ." Nhìn vẻ xa cách của Trịnh Thất tiểu thư, Lâm Di hơi kinh ngạc. Sao vậy? Trịnh thất tiểu thư mím môi. Thấy cô nhóc lại dở tính trẻ con, Lâm Di cười nói, đừng nói là vì quận chúa thổi phồng châu nhị tiểu thư lên nên muội giận đây nhé. Trịnh thất tiểu thư kinh ngạc nhìn Lâm Di, tỷ cũng thấy cô ta tốt sao? Chỉ ít châu nhị tiểu thư là thành tâm đối xử với người khác, không phải là kẻ tính toán từng hành động từng câu chữ, tính tình lại ôn hòa lịch thiệp. Bây giờ nàng còn chưa nhìn ra nàng ấy có gì không ổn, nhưng muốn kết luận về một người không thể chỉ nhìn một lần là đủ. Hai người đang nói chuyện thì Châu Nhị Tiểu Thư tới gọi bọn họ sang cùng uống trà. Uống xong một chén trà, Châu Nhị Tiểu Thư mới cười hỏi Lâm Di, nghe nói Trần Lục Tiểu Thư có một cái túi thơm mô phỏng khóa lỗ ban, có thể cho ta nhìn một cái không? Lâm Di không mang theo túi thơm, nhưng trịnh thất Tiểu Thư luôn dắt nó bên người. Châu Nhị Tiểu Thư xem xong, từ tốn nói chẳng hay có thể nhờ Trần Lục tiểu thư làm giúp một cái không? Trước đó ta đã làm thử mấy lần đều không được. Lâm Di cười gật đầu, ngày mai ta làm xong sẽ cho người đưa tới. Châu Nhị tiểu thư cười nói, đây chính là chăn trở mấy ngày qua của ta đấy. Ta vốn không thạo làm mấy món đồ này, vắt óc suy nghĩ mấy đêm cũng không dám mặt dày đi nhờ Trần Lục tiểu thư. Lâm Di nhìn Châu Nhị tiểu thư, khẽ cười, ta cũng là lúc mùi xe vào kinh, buồn chán quá nên mới nghĩ tới làm thứ này. Nàng vừa nói xong thì nghe thấy Châu Đại Thái Thái bên kia gọi Châu Nhị Tiểu Thư, Huệ Hòa Quận Chúa cũng đang chăm chú nhìn Châu Nhị Tiểu Thư. Ý muốn rõ ràng như vậy khiến Châu Nhị Tiểu Thư không khỏi đỏ mặt, đứng lên nói với Trịnh Thất Tiểu Thư và Lâm Di, hai vị muội muội ngồi tạm, ta đi một lát sẽ trở lại. Lâm Di tự tay châm thêm trà cho Trịnh Thất Tiểu Thư, xem ra Châu Đại Thái Thái rất hài lòng với mối này, bằng không sẽ không ăn dơ với huệ hòa quận chúa như vậy. Châu nhị tiểu thư gả cho khang quận vương làm phi, trịnh thất tiểu thư còn nhiều dịp ở chung với châu nhị tiểu thư lắm. cách thủy đình không xa là sân khấu kịch bằng trúc. nữ quyến ăn tiệc xong liền trở lại thủy đình xem kịch. châu lão phu nhân cùng trịnh lão phu nhân, trần lão thái thái sợ mệt nên trở về nhà chính nói chuyện. trong đại sảnh rộng rãi. Mấy vị lão thái thái ngồi trên đệm gấm trò chuyện với nhau. Châu lão phu nhân hỏi thăm sức khỏe của Trần lão thái thái, Trần lão thái thái thuận đường nhắc đến viên gia, vẫn không bớt lo, may mà vượt qua ải rồi, chờ bên thông gia trở về kinh thì cả nhà mới được đoàn viên. Châu lão phu nhân chống mình dậy hỏi, nghe nói viên học sĩ ở Thượng Dương mở trường viết sách. Trần lão thái thái đáp, tôi cũng chỉ nghe cô gia nói lại rằng viên học sĩ chịu dám hình xong liền ra mở trường. Châu lão phu nhân dường như vô cùng kính phục hành động của viên học sĩ, thật sự là khó có được. Là một mở đầu tốt, chí ít có thể chủ động hỏi tới viên gia có quan hệ thông gia với trần gia. Phải biết chuyện viên học sĩ bị lưu vong không thoát khỏi liên quan tới tranh đấu trên chiều. Châu gia với thân phận ngoại thích bị tiên hoàng áp chế, trong đó cũng có công lao của thành quốc công. Trịnh lão phu nhân nâng chén trà lên uống một hớp rồi thở dài, May mà sức khỏe của phu thê viên học sĩ cũng coi như tốt. Đã dẫn tới chủ đề này rồi, Trần Lão Thái Thái liền như bâng quơ nói thêm vào, cô ra bị triều đình dẫn đi, con bé lớn nhà ta liền quỳ gối trước tượng Phật suốt ba ngày ba đêm. Những năm qua triều cục liên tục dung chuyển, biết bao thế gia trong kinh bị quan binh ra ra vào vào, tất cả mọi người đều như chim sợ cành cong, ngay cả ngoại thích như châu gia nhìn mà cũng e ngại. Lúc hạ nhân mang trái cây vào, Trần Lão Thái vừa vặn nói đến Ngô Gia, thằng bé nhà họ Ngô kia ta từng gặp qua, tuấn tú lịch sự, thật sự đáng tiếc. Vụ án Ngô Gia xử quá nhanh, chưa chờ đầy đủ chứng cứ đã xử trảm, rất lâu rồi trong kinh chưa có vụ nào lớn như vậy. Nói đến chiều cục, không khí trong phòng trở nên hơi nặng nề. Tiểu nha hoàn nâng bình trà đi vào, tạm thời làm gián đoạn đề tài này. Một chốc sau, châu đại thái thái dẫn vãn bối châu ra đến dập đầu chào trịnh lão phu nhân và trần lão phu nhân mấy vị lão tổ tông đáp lời từng người một sau đó châu lão phu nhân bảo châu đại thái thái đỡ mình đi thay quần áo hai người vừa vào tiểu viện bên ngoài châu đại thái thái liền nhịn không được hỏi trần lão thái thái có chuyện nhờ vả mẫu thân đúng không ạ à? châu lão phu nhân gật đầu chuyện liên quan đến phúc kiến sắc mặt của châu đại thái thái lập tức trở nên nghiêm trọng có phải muốn lợi dụng chúng ta thân là ngoại thích bọn họ làm gì cũng phải cẩn thận cả trịnh lão phu nhân cũng theo tới đây chứng tỏ chuyện này không đơn giản nhưng trước mắt bọn họ không thể tin tưởng ai phải biết rằng những năm qua có biết bao nhiêu người đã đào xong hố chỉ chờ họ nhảy vào thôi mắt của ngự sử vẫn nhìn chằm chằm nhà họ đấy chuyện dễ làm trịnh gia đã ra mặt rồi không đến cầu nhà chúng ta đâu châu lão phu nhân nói Chuyện tiền triều sao có thể giấu giếm được tay mắt của thành quốc công, Trần gia muốn qua chúng ta cầu đến thái hậu nương nương. Hậu cung không được tham chính, chuyện vỡ lở ngay cả thái hậu nương nương cũng sẽ bị liên lụy. Đến lúc đó, chưa biết ai được lợi nhưng chịu thiệt chắc chắn chính là nhà bọn họ. Châu đại thái thái nói ngay, không thể đồng ý đâu ạ, à? nhà chúng ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, không nên phí công nhọc sức vì chuyện này. Nói đúng lắm, không thể phí công nhọc sức Châu lão phu nhân nhìn châu đại thi thái, lục tiểu thư trần gia có đi theo mà đúng không? Con đi dò xét con bé một chút xem sao. Trần lục tiểu thư là tiểu cô nương khoảng 13-14 tuổi kia. Trần lão thái thái nổi tiếng tinh tường, luôn uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Châu đại thái thái nói, trần gia chưa hẳn đã nói chuyện này với lục tiểu thư. Châu lão phu nhân nhướng mắt nhìn con dâu, nở nụ cười sâu xa, chưa chắc bên ngoài đều nói Trần lão thái thái thương Trần Lục tiểu thư như bảo vật trong lòng bàn tay, lần này bà ấy cũng vì Trần Tam lão gia mới ra mặt, làm sao Trần Lục tiểu thư lại không biết gì cơ chứ? Châu đại thái thái gật đầu, vậy để con dâu đi dò hỏi thử. Châu lão phu nhân trở lại nhà chính tiếp chuyện với Trịnh lão phu nhân và Trần lão thái thái. Châu đại thái thái dẫn vài nha hoàn cầm theo ít cánh hoa phơi khô nhét hầu bao tặng cho các vị tiểu thư châu đại thái thái cười nói đều là đồ trong vườn hái lúc vừa nở ướp qua phấn hoa mới đem phơi mùi thơm không tệ các hầu bao đều có mùi giống nhau các vị tiểu thư đều tươi cười cầm lấy một cái châu đại thái thái nói xong liền nhìn về phía trịnh thất tiểu thư trịnh thất tiểu thư có muốn chơi con quay không trịnh thất tiểu thư hờn rỗi lắc đầu không thấy được chỗ nào tốt cả châu đại thái thái nói xong liền nhìn về phía trịnh thất tiểu thư Trịnh thất tiểu thư có muốn chơi con quay không? Trịnh thất tiểu thư đang buồn chán, nghe thế liền sáng mắt lên, có à? Châu đại thái thái che miệng cười, trong viện bạch lộ có không ít con quay, ta lại không biết chọn, không rõ mấy đứa thích loại nào. Trịnh thất tiểu thư cười kéo lâm di đứng dậy, để chúng con theo đại thái thái chọn đi à? Trịnh thất tiểu thư tính tình ngay thẳng, nghe mời nhất định sẽ đi ngay, tất nhiên cũng sẽ kéo theo trần lục tiểu thư đi cùng châu đại thái thái cười nói được phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn